工藤新一服部平次カエドキッド悪魔タグルです。Tôi không biết cậu bốn cái gì lên mặt, nhưng nói thật là tôi đâu có đầy tới mức này đâu. Không lẽ có một xạ thủ còn giỏi hơn anh nữa sao? Đó là FBI. Họ sở hữu một tay bắn tỉa có kỹ năng rất siêu đẳng, cùng với biệt danh là viên đạn mặt. Chỉ có 10202 không cách vắng tục vắng tục cưng cũng cũng may là cậu chỉ bị xây xát vài chỗ thôi. Lỡ như viên đạn xuyên qua tim cậu thì sao? Chắc mình chỉ biết ngồi khóc thôi. Thôi đi Sunoco, cái lúc đó giờ mình may mắn mà thôi. Làm gì có chuyện đó. Muốn xuyên qua được tim của Ran không hề dễ đâu. Chỉ duy nhất một người có thể thôi. Đó, nói đúng rồi đó. Là anh yêu Shinichi chứ ai nữa. Hoa em đến bên đời ta, bầu trời chợt thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Ngày xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Xin chỉ nhìn anh tận nơi, tôi đã chấp cố tận gì đó, cả chỉ có đó. Anh đến đây vì muốn gặp được người mà em nhắc tới đó Sonoko à. Anh thật sự phải xem người bạn trai mới của em có xứng đáng hay không. Em đừng tưởng là anh không biết, chính hắn là người đã khiến em học đàn áo, tham gia các lớp làm gốm, rồi bây giờ lại còn tự tay làm sô-cô-la tặng cho cậu ta nữa. Em hãy nói cho anh biết đi, gã đàn ông mà em thích nhất hiện đang ở đâu.